Chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Các bạn ơi, các bạn có thường hay xem thể thao không ta? Và các bạn thấy ấn tượng với khoảnh khắc nào nhất? Hãy cùng comment để mà chia sẻ lại cùng với tất cả mọi người nha. Các bạn thân mến, trong các trận đấu thể thao thì không chỉ có những giây phút kịch tính, căng thẳng mà còn có cả những khoảnh khắc hài hước và đặc biệt ấn tượng luôn các bạn ha. Và nếu như các bạn có muốn xem lại những giây phút thú vị này không thì ngay bây giờ hãy cùng tụi tôi đi khám phá những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong thể thao thế giới các bạn nha. Thứ nhất, bàn thắng cầu vồng tuyết. Quay trở lại vào năm 2018 chút xíu, đội tuyển bóng đá nước nhà U23 của chúng ta đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân trong trận chung kết lịch sử giải U23 châu Á. Trong đó, khoảnh khắc đá phạt đẳng cấp của Quang Hải trong trận đấu quyết liệt dưới cơn mưa tuyết tại tỉnh Thường Châu, Trung Quốc được coi là siêu phẩm với tên gọi cầu vồng tuyết. Và khoảnh khắc này đã đi vào lịch sử cũng như in đậm mãi trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Và tuyệt phẩm này đã được bình chọn là bàn thắng biểu tượng của U23 châu Á, bởi đó không chỉ là bàn thắng thông thường mà còn mang nhiều giá trị như tinh thần đồng đội, niềm tin cũng như khát vọng chiến thắng của cả một dân tộc. Trời ơi, xem lại mà cảm thấy xúc động nổi cả da gà luôn các bạn ha. Thứ hai, vua tốc độ. Trong một cuộc thi chạy tiếp sức giữa các nữ vận động viên, điều đặc biệt ấn tượng là khả năng chạy đến thần tốc của cô gái này nè, nhìn kỹ nha. Mặc dù đối thủ đã bỏ xa cô, thế nhưng mà với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, nữ vận động viên đã lao nhanh như chớp trên đường chạy, bỏ xa đối thủ, vươn lên dẫn đầu và giành chiến thắng một cách đầy vẻ vang, quả dữ. Thứ ba, chiếc sào định mệnh. Anh chàng vận động viên nhảy sào này đã có một màn thi đấu rất là xuất sắc các bạn ha. Thế nhưng mà cho đến khi cái sào định mệnh đâm ngay vào bộ phận nhạy cảm của anh một cú thốn đến tận ốc như thế này. Trời ơi, chắc chắn là sau trận đấu này anh ta sẽ tốn kha khá tiền để mà đến phòng khám nam khoa cho mà xem. Thứ tư, quyết tâm cứu thua. Trong trận đấu bóng chuyền cực kỳ nảy lửa này, một vận động viên áo xanh đã có pha cứu bóng rất gay cấn. Dù bóng đã lao đến khán đài, thế nhưng mà anh chàng vẫn quyết tâm nhảy vào cứu thua cho bằng được. Sự cố gắng đã được đền đáp bằng một bàn thắng cực kỳ thuyết phục các bạn ha. Thứ năm, pha cản bóng đỉnh cao. Chàng thủ môn này chắc chắn là học trò của sư phụ Lý Tiểu Long rồi. Anh có một màn cản bóng như một pha biểu diễn xiếc không thể nào hay hơn. Quá pro. Thứ sáu, đà điểu trượt tuyết. Những chú chim đà điểu không chỉ có khả năng chạy nhanh đâu các bạn, mà chúng còn có thể trượt tuyết nữa nha. Với chiếc ván trượt, ba chú đà điểu này đã lượn lờ trên mặt tuyết và vượt mặt cả những người tham gia chơi luôn. Thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao một con đà điểu lại trượt tuyết tuyệt vời đến như vậy luôn. Ảo quá ảo. Thứ bảy, chú chó thích đá bóng. Các bạn có công nhận không? Không chỉ có chúng ta đâu mà đến cả những chú chó nhỏ cũng có niềm đam mê với bộ môn thể thao bóng đá nữa ha. Trong một trận đấu thì một chú chó đã chạy đến cướp bóng ngay trên chân của một cầu thủ và khiến anh chàng ngã sổng xoài luôn. Rất có thể nếu được huấn luyện nha thì chú chó này sẽ trở thành chân đá cừ khôi cơ đấy. Thứ 8, fan cuồng. Chắc chắn là trong những trận đấu bóng sẽ không thể nào thiếu những vị fan cuồng nhiệt, phấn khích. Thế nhưng mà Ad chưa bao giờ thấy một kiểu fan nào lại kỳ lạ như anh chàng này luôn nè các bạn. Anh ta đã tậu hẳn một chiếc dù để nhảy xuống sân cỏ trong khi trận đấu giữa các cầu thủ đang diễn ra, ta nói căng như dây đàn luôn. Hài hước hơn nữa là anh ta còn mặc hẳn bộ đồ siêu nhân để gây ra sự chú ý cực mạnh. Các cầu thủ chỉ biết dừng trận đấu, ngơ ngác đứng nhìn fan cuồng. Hay quá gì đang diễn ra vậy trời. Thứ 9, người đẹp gặp sự cố. Tại cuộc thi vòng loại Olympic 2012, vận động viên thể dục dụng cụ Natalia Lyukin đã có một màn trình diễn khá thất bại. Trong lúc biểu diễn, cô ấy đã bất ngờ ngã xuống, tiếp đất bằng toàn bộ cơ thể, kết quả là không qua được vòng loại. Thế nhưng mà đa số khán giả đều cảm thấy cú ngã của cô nàng thật sự rất đẹp. Người đẹp mà làm gì cũng ấn tượng đúng không? Thứ 10, trượt tuyết. Vận động viên trượt tuyết Emma Patterson đã đến Nhật Bản chinh phục ngọn núi tuyết. Thế nhưng mà do bị mất thăng bằng nên cô nàng đã làm bay chiếc ván trượt của mình đi. Và nữ vận động viên đã lật đi lật lại cơ thể mình sương sương đến tận 8 lần như là một chú lật đật vậy. Và rất may là cô nàng không hề bị chấn thương gì mà vẫn cười vui vẻ với máy quay như thế này đây. 11. Màn thi lặn xuất sắc. Tại Đại hội Thể thao Thanh niên Sinh viên mùa hè Thế giới lần thứ 27,
Universiade Kazan 2013, hai nữ vận động viên đến từ Mỹ đã có màn thể hiện ấn tượng cho phần thi lặn đồng bộ 3m. Các cô đã hoàn thành cú nhào lộn và nhảy xuống bể bơi một cách vô cùng là hoàn hảo như thế này, thực sự khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ vì quá là đỉnh. 12. Cameraman nhanh hơn vận động viên. Khi mà bạn sinh ra để làm vận động viên điền kinh nhưng ông trời lại bắt bạn phải làm cameraman là như thế này đây. Vâng, tình huống trớ trêu này đã diễn ra tại giải điền kinh thuộc tỉnh Shanxi, Trung Quốc. Anh chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học được giao nhiệm vụ quay phim. Khi mà đèn tín hiệu xuất phát vang lên, chàng sinh viên cũng tăng tốc cùng các vận động viên. Nhưng mà điều đáng nói là gì? Tốc độ của anh chàng cameraman không hề thua kém, thậm chí là vượt mặt những người đang thi đấu để có thể quay được những thước phim đẹp nhất. Và kết quả nha các bạn, quay phim mới là người về nhất. Thật tiếc cho một tài năng điền kinh quá trời ha. Và nếu như tham gia thì chắc chắn anh chàng này sẽ cầm cúp mất tiêu rồi. Thứ ba, cú ném đĩa. Chàng vận động viên này đã thành công ném đĩa trúng vào mục tiêu giữa rừng cây với khoảng cách tận 161m. Không biết là anh có bí thuật gì mà có khả năng ném đĩa siêu ảo như vậy các bạn ha. Thực sự hơi bị khó tin luôn á. 14. Mang ném bóng rổ thần thánh. Không biết là có bạn nào đam mê với bộ môn bóng rổ không ta? Vận động viên bóng rổ này đã thể hiện đẳng cấp thượng thừa của mình nè, các bạn xem nha. Bằng cách là đứng từ khoảng cách xa tít để ném bóng. Và tất nhiên, anh ta đã thực hiện pha ném bóng thành công trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người chứng kiến luôn. Nể phục, nể phục. 15. Pha đánh bóng cồng kềnh. Tay đánh bóng bàn này đã quyết định là dùng luôn cái gương mặt đẹp trai của mình để tân bóng cho đối phương cho nó ngầu. Cùng với đó nha, anh lại có một pha cứu bóng khiến cho đối thủ phải bất ngờ, không kịp trở tay luôn. 16. May mắn đến kịp lúc. Anh chàng này thực sự có một pha đánh bóng golf không thể nào vi diệu hơn các bạn à. Chiến thắng đã ở trước mắt rồi, quả bóng lại đứng ngay sát lỗ mà không chịu lăn xuống. Vâng, chờ đợi là hạnh phúc nha. Mọi người chứng kiến đang chờ đợi quả bóng sẽ may mắn dịch chuyển. Và trời thì không phụ lòng người bao giờ. Quả golf đã lọt xuống lỗ trong sự reo hò, thích thú của khán giả. Một khoảnh khắc phải nín thở để mà chờ đợi đúng không nè. 17. Pha nhảy cao. Tôi chắc chắn là khi đi học nha, có rất là nhiều bạn sợ cái bộ môn thể dục nhảy cao này nè. Tại tôi cũng sợ dữ lắm các bạn. Vậy mà anh chàng vận động viên này có thể dễ dàng nhảy qua những chiếc thanh ngang phải cao đến cổ của anh ta luôn đấy. Phục chưa các bạn ơi? 18. Quá đói. Khi mà bạn đang đói bụng nhưng vẫn phải tham gia trận đấu mất rất là nhiều sức. Anh chàng vận động viên cao to đen hôi này đang đuổi theo quả bóng chày. Sau đó là mất đà lao về phía khán giả luôn. Khi thấy một vị khán giả đang mãi thưởng thức món snack, anh chàng liền nhân cơ hội nhón lấy vài miếng bim bim cho vào miệng. Sau đó thì tiếp tục trận đấu. Thôi thì có thực mới vượt được đạo đúng không? Ăn miếng lại sức còn chiến đấu tiếp nữa chứ. 19. Nâng 8 bánh xe khổng lồ. Nếu như bạn muốn gặp thần thoại Hercules ngoài đời thực thì hãy đến với anh chàng Savikas, người đàn ông khỏe nhất hành tinh có thật ngoài đời. Anh đã trở thành một huyền thoại về sức mạnh vô biên của con người khi mà cùng một lúc nâng đến tận 8 cái bánh xe ô tô siêu khổng lồ nặng đến cả nửa tấn và cụ thể là 523 kg. Thế mới biết nha, không gì là không thể đúng không các bạn? Kỷ lục nâng vật nặng nhất của bạn là bao nhiêu cân nè? Hãy comment chia sẻ với tôi liền nha. Tôi chừng 30 kg là tôi xỉu rồi. 20. Cậu bé bắt bóng. Đôi khi các bạn, những pha nhí lại khiến cho các vận động viên và khán giả phải ngạc nhiên đúng không? Cậu bé này nè, khi đến xem trận đấu bóng chày thì bất ngờ một quả bóng lao vút đến liền. Nhưng mà rất nhanh nha, cậu bé đã có một pha bắt bóng đỉnh của job luôn. Và những người xung quanh cũng phải bất ngờ và thán phục luôn mà. Tài không đợi tuổi là đây chứ đâu nữa. Có lẽ nha, sau này cậu bé sẽ trở thành vận động viên bóng chày cừ khôi lắm đây. Các bạn thân mến, thể thao không chỉ là những trận đấu kịch tính mà còn có vô số những khoảnh khắc hài hước và cực kỳ ấn tượng như chúng ta vừa xem đúng không nè. Tiếp theo nha, cùng tôi đến với chuyên mục Khán giả hỏi, admin trả lời nha. Các bạn hãy cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước. Video những khoảnh khắc đặc biệt và phi thường nhất vô tình được camera ghi lại phần 14 nha. Đầu tiên là bạn Trường Huy đã comment, wow, hay quá. Cảm ơn bạn Trường Huy rất là nhiều nha. Nhớ theo dõi thêm những video của tụi tôi nữa nha. Còn rất là nhiều video đang chờ đợi các bạn đấy. Và thứ hai là bạn Thu Bùi đã chia sẻ, like liền cho giọng nói của bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha bạn Thu Bùi. Thu Bùi ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhớ theo dõi kênh để mà nghe tôi được nhiều hơn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và cuối cùng là bạn Diệu Hoàng đã bình luận như thế này, xem đầu hay và thú vị quá anh. Thực sự nha, rất là nhiều những video thú vị như thế này đang chờ đợi các bạn ở đó. Nhớ đón xem nha bạn Diệu Hoàng ơi.
Và vô cùng cảm ơn các bạn đã cùng để lại comment cho video của tụi tôi nha. Đến đây thì video của chúng ta sẽ kết thúc rồi. Các bạn thấy khoảnh khắc nào là thú vị và hay nhất nè? Hãy cùng comment để cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Nghiện Khám Phá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo.